Hello, chào cả nhà. Quyên lại quay lại với các clip hướng dẫn đắp mặt nạ tại nhà với công thức cực kỳ đơn giản đây. Hôm nay thì Quyên sẽ hướng dẫn các bạn cách làm gel lô hội để mình có thể đắp mặt nạ, làm đẹp cũng như các công thức mix lô hội cho làn da thiệt là khỏe nha. Đầu tiên thì bạn dùng dao gọt bỏ phần gai nhọn của lá lô hội nè. Tiếp tục dùng dao tách lớp da bên trên để thấy lớp gel lô hội màu trắng trắng ở dưới. Sau đó thì dùng thìa hoặc dao nhẹ nhàng múc và lật lớp gel theo chiều dọc, cho gel vào chiếc bát sạch đã chuẩn bị. Chúng ta lặp đi lặp lại điều này với những lá lô hội còn lại. Quyên đã tách được nha đam khỏi vỏ của nó. Tuy nhiên, nha đam lại có một lớp gel rất là ngứa ở bên ngoài, cho nên để đảm bảo trong cái việc sạch để da không bị kích ứng thì các bạn nên sử dụng hai nguyên liệu chính ở đây, đó là muối hột và vài lát chanh nha. Rồi sau đó các bạn để trong phòng khoảng từ 15 cho đến 20 phút cho mình được sạch nhất. Sau đó mình sẽ bắt đầu sơ chế tiếp theo gel nha đam nhé. Và đây là miếng nha đam mà Quyên đã gọt xong, cũng như đã ngâm với muối và chanh để mất đi cái chất làm ngứa cho da, và có thể sử dụng trực tiếp viên này trên da. Xong thì các bạn sẽ thấy là mình có một hỗn hợp gel rất trong. Nào, bây giờ thì mình bắt đầu kết hợp các nguyên liệu với nhau để làm mặt nạ từ nha đam nhé. Đầu tiên thì Quyên sẽ sử dụng nha đam, yến mạch và mật ong. 2 muỗng gel nha đam, 1 muỗng yến mạch và 1 ít mật ong. Bật mí cho các bạn tác dụng của bột yến mạch nha. Nó sẽ hút chất nhờn, bụi bẩn, tế bào chết ẩn nấp trong da. Dưỡng da bằng lá nha đam với bột yến mạch giống như một hình thức tẩy tế bào chết, loại bỏ những lớp da chết sần sùi và làm thông thoáng lỗ chân lông. Và đây thật sự là một cứu tinh dành cho các làn da khô đấy. Thông thường khi Quyên bắt tay làm mặt nạ nha đam, Quyên trữ một lượng tầm khoảng 300ml và để dành trong tủ lạnh và dùng dần. Hôm nay thì Quyên giới thiệu cho các bạn mặt nạ nha đam với yến mạch. Hôm sau mình sẽ kết hợp với loại nguyên liệu thiên nhiên khác nhé. Chào các bạn!